Xin chào mọi người và đặc biệt là các chị gái tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Đây là video clip mà anh Ba Tử Vi sẽ chia sẻ với mọi người về cái tử vi của năm Canh Tý năm 2020 cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi Bính Thìn của các chị. Một trong những cái tuổi mà ở những video của các năm trước em hay chọc với là người sang lắm, người thì thường là có phúc tướng rất là đẹp mã. Tuy nhiên là thường là đang ở trong cái giai đoạn mà từ năm 2017 tới bây giờ là đang trong những cái giai đoạn mà suy sụp về kinh tế, gặp rất là nhiều khó khăn. Và nói thật sự là hay là những cái người gọi là nắm tiền tài, từng nắm tiền tài. Người Bính Thìn thì thường là cái giai đoạn thành công của người Bính Thìn nó nằm sớm lắm. Khởi sự sớm từ hai mấy tuổi là đã có cái sự thành công. Tuy nhiên bắt đầu từ năm 35, 34, 35 nó đi tới cái khoảng cái giai đoạn này của cuộc sống thì nó gặp rất là nhiều bấp bênh, khó khăn. Ở trong cái năm vừa rồi thì tuy là một năm gọi là một năm trung bình thôi, không có quá nhiều cái sự khởi sắc, cũng như cũng không có quá nhiều sự thành công. Tuy nhiên cũng không quá nhiều cái sự chống phá, có thể nói là một năm trung bình. Tiếp đến của năm Canh Tý, ngoài cái chữ ra là Tý với Thìn là tam hợp của năm, người ta nói tam hợp năm hóa giải được tam tai, thì bên cạnh đó thì có những cái không tốt đẹp lắm về tử vi. Có thể nói là tiếp tục là một năm chỉ ở mức trung bình, thậm chí là dưới trung bình một chút xíu, chứ không phải là một năm tốt đẹp gì. Chỉ có năm là thuận lợi và vận niên là tốt đẹp thôi. Thì em không có lôi lại cái thiên tính của người tử vi, người tuổi Bính Thìn để mà nói nữa. Tại vì thực chất ra là em cách đây hình như năm 2016 em đã có làm một cái video cho tử vi chọn đời cho người Bính Thìn. Em làm tới hai cái rồi. Em làm một cái, sau đó em phải tổng hợp lại một cái nữa để em nói với mọi người cho nó rõ ràng. Thì cho nên nếu mà mọi người có thời gian, mọi người tìm lại, mọi người xem, thì là em đã phân tích rất là rõ cái nữ mạng, cái thiên tính của mọi người là sao và vận hạn từng cái giai đoạn. Bây giờ thì mình chỉ xét nhiều ở trong cái vận hạn, cái tử vi của năm Canh Tý đối với tuổi của các chị mà thôi. Thì người mà tuổi Bính Thìn á, nữ mạng á, thì năm nay là 45 tuổi. Những người mà chịu sự chi phối của tử vi Bính Thìn là những người sinh vào ngày 31 tháng 1 năm 1976 dương lịch, đến cái ngày 17 tháng 2 năm 1977 dương lịch. Thì đấy là cái khoảng thời gian những người sinh trong khoảng thời gian đó đều chịu sự chi phối của cái tuổi Bính Thìn. Và mình nói là một cái người tuổi rất là quảng giao, tốt đẹp ha. Thì mạng là sa trung thổ. Người ta nói là tướng cốt thì là con rồng, nhưng mà tướng tinh lại là con trùng. Cho nên tuy là bay nhảy nhưng mà cũng là người giỏi thích nghi, nghèo sống cũng xong mà giàu sống cũng được. Và đặc biệt là nhờ cái mệnh của con rồng nên là cái sự uy nghi bản thân, những người này thì có thể không đẹp xuất sắc nhưng mà rất là sang trọng. Điều đó là cái hay, người ta nói trai đinh nhâm gái quý bính thì sang. Cho nên là ok, có cái vẻ bề ngoài rất sang trọng nhưng mà đang ở trong có nhiều nhiều cái tháng sinh không tốt đẹp thì đang ở trong cái giai đoạn gọi là đặc biệt khó khăn, nhất là những người sinh vào tháng 3 và tháng 9 ha. Rồi đó là cái sơ khởi của người Bính Thìn với mệnh sa trung thổ. Thì mệnh thổ gặp năm Canh Tý, xét về trùng mạng gặp năm Canh Tý lại là một năm thổ, cho nên là nó là bốn mạng đồng hàng với năm, cho nên tốt về mặt sức khỏe, không phải lo lắng gì. Vốn dĩ là người 75 với 76, 75 thì đại khê thủy, 76 là sa trung thổ. Tuy nhiên là hai cái tuổi này nó sát nhau lắm, nhưng mà người 75 thì hiểu mệnh, mà người 76 thì được con cái là rất là cứng cáp về mệnh. Chỉ có con cái là hay xuống tinh thần khi gặp mà chuyện ấy, hay gặp chuyện bất trắc hay xuống tinh thần vậy thôi. Sao chủ của năm á, là sao Thủy Diệu, một cái ngôi sao
phần nhiều đem đến chuyện buồn về tang chế rồi trong gia đình, chuyện buồn trong tình cảm. Người ta nói sao thủy diệu có một số sách viết nó là phúc tinh nhưng mà nó thuộc hành thủy. Người mà có bị sao thủy diệu chiếu mệnh thì thường là tài lộc tốt, công việc làm ăn không có bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên gia đạo dễ có chuyện không có vui đưa đến. Nếu mà có tam môn đạo ở trong cung tam hợp hay là tam môn đạo ở trong cung xung chiếu á, thì rất gia đình rất là dễ có tang. Mà sao thủy diệu á, tốt nhất cho người mạng mộc và mạng kim, mà các chị thì là mạng thổ, cho nên là cũng không có quá nhiều cái sự tốt đẹp về công việc làm ăn đâu, đừng có mong chờ ha. Tháng 3 và tháng 9 âm lịch của cái năm Canh Tý là có thể nói là hai tháng xấu nhất đối với người Bính Thìn ở trong cái năm đó, trong năm này. Phải đề phòng thị phi nè, khẩu thiệt và bị đàm tiếu hay nói xấu sau lưng, và đặc biệt là dễ mất tiền bạc ở trong cái tháng 9. Đó là cái sao thủy diệu, sao chủ của năm nó như thế. Thì hạn của năm là hạn toán tập. Người ta nói gặp hạn toán tập thì dễ gặp trở ngại va vấp. Gặp hạn toán tập với chủ về hao tốn tiền của, ra ngoài làm ăn á, thì dễ hay công việc dễ gặp trở ngại va vấp, không có suôn sẻ trong cái công việc làm ăn. Hạn toán tập nó thường đem đến những cái rắc rối. Ví dụ công việc của mình bình thường thì nếu mà như ấy bình thường thì nó không có gì hết, nhưng mà gặp cái năm hạn toán tập nó hay gặp trở ngại này một chút, trở ngại kia một chút, mình phải cuối cùng rồi cũng qua thôi, nhưng mà điều có cái mình phải đầu tư tâm sức vô nhiều. Ha, rồi vận niên thì vẫn được một cái vận niên khá tốt, đó là vận niên kê giác viên, tức là gà về vườn nè. Người ta nói gà về vườn á, thì được no bụng ấm ổ, tức là nói cái năm có cái sự thuận lợi về công việc. Một năm vui vẻ hạnh phúc, không phải lo lắng về tiền bạc hay công danh. Một năm có nhiều cái sự tích cực ở trong công việc của mình, nếu như mà các chị là người làm ở trong cái môi trường cần cái sự gọi là thăng tiến về quan vận, về tài lộc, hoặc là mình làm cho cơ quan nhà nước gì đó, thì đây là một năm rất dễ có nhiều cái sự thành công ở trong công việc của mình, tiền tài cũng lên, thăng quan tiến chức. Đó là cái vận niên của năm tạo ra như vậy. Ngon lành ha, được cái vận niên tốt. Sao thì cũng không xấu, sao thì tốt về công việc làm ăn. Thiên can á, mà cái chủ nói thẳng nhắc chứng về thật nhiều cái công việc đó. Thiên can á, thì là bính, nó hình canh, bính thì nó khắc canh. Thiên can khắc tương khắc. Người ta nói á, thiên can mà tương khắc, công việc dễ gặp những cái xào xáo không tốt đẹp. Tuy nhiên là hãy nhớ là mình tương khắc nó chứ không phải nó khắc mình. Ví dụ như là năm bính mình là canh đó, bính hình canh mà nó khắc năm nó khắc mình đó, thì công việc mới dễ lâm vào bế tắc. Còn cái này là công việc nó xảy ra trục trặc, trục trặc thôi, mình tốn tâm tốn sức hoặc là tốn tiền để mà vượt qua. Thay vì mình đi làm cái chuyện đó mình tính được 10 đồng thì mình phải gặp trục trặc này trục trặc kia, cuối cùng là mình chỉ còn kiếm được có 4 đồng thôi. Không được thoải mái, không được vui vẻ cho lắm. Địa chi thì rất là tốt đẹp, với Thìn và Tý gặp nhau là đây là thuộc nhóm tam hợp của địa chi. Thân Tý Thìn, tam hợp của địa chi thì thường thì địa chi là nói về gia đạo tình cảm thì nó quá tốt đẹp rồi, mình không nói đâu. Cái phần địa chi mà được tam hợp này nó còn có tương trợ cho cái việc công việc. Nếu mà gặp công việc mà có trục trặc khúc trặc khó khăn thì sẽ dễ gặp quý nhân, gặp bạn bè tốt mà giúp đỡ mình vượt qua cái hoạn nạn khó khăn. Ngon lành ha. Như vậy xét chung về cái phần tử vi vẽ bên ngoài như là thiên can địa chi vận niên rồi này kia thì rõ ràng là một năm chỉ là ở mức trung bình thôi, không có gì quá khởi sắc, không có quá gì gọi là xấu, mà cũng không có quá gì gọi là đẹp. Tại vì có cái thì được tương hợp, như thí dụ như thiên can và địa chi đi, thì địa chi được được tam hợp nhưng mà thiên can là bị tương khắc. Vận niên tốt thì hạn không tốt. Sao thì tốt cho công việc, không tốt cho cái chuyện mà tang chế ở trong gia đình buồn phiền.
Em có xét sơ thì hồi nãy là em có nhớ là em có coi Thập Cung Tam Hợp của người Bính Thịnh ở trong năm Canh Tý này à, là có tam môn mà giữa cả cô thần và quả tú là có thể là cha mẹ, tức là người nam hoặc người nữ luôn, có thể là ông bà gì đó tam môn, cho nên là gặp sao thủy diệu nữa thì chắc là mình nghĩ là khó tránh khỏi cái việc nhà có tang của những cái bậc trưởng thượng ha. Rồi bây giờ mình xét xem là cung mệnh với là cung xung chiếu của tử vi năm Canh Tý nó có gần những phúc tinh hay là phá bại tinh gì. Đầu tiên á, phải nói là cung cái mệnh của mình á, trong cung mệnh của mình á, thì cung đặc mệnh này thì có các phúc tinh như là Thiên Việt là Thiên Phúc Thanh Long, Quang Đới Tuế Phá Thiên Hư Thiên Khốc nhưng mà bị triệt án ngữ. Đây là bộ sao chủ về những cái việc là Tuế Phá Thiên Hư Thiên Khốc Quang Đới mà bị đi trước Tuế Phá, tức là những người đang làm ở trong môi trường mà quan vận đó, thì sẽ có cái sự chống phá đem đến cho mình tai bay vạ gió Thiên Hư Thiên Khốc. Tuy nhiên được triệt án ngự, tuần và triệt là hai ngôi sao như em đã giải thích rất là nhiều, là thường mà nó đi sau cùng là nó sẽ cắt đầu ngôi sao, dù xấu dù tốt gì nó đều cắt hết, nó đều khống chế giảm bớt cái sự hung hại hoặc giảm bớt cái sự tốt của cái phúc tinh hoặc là phá bại tinh đó. Cho nên là nhờ có triệt án ngữ cho nên là cái việc mà bị người ta đâm thọt hoặc là người ta làm cản trở trong công việc của mình thì cuối cùng nó cũng được qua một cách nhẹ nhàng thôi, chứ không có vấn đề gì cả, không để lại hậu quả. Thiên Việt Thiên Phúc Thanh Long đây là bộ ba của cái phúc tinh vốn dĩ đem đến sự thăng tiến, đi trước quan đới, tức là ở trong công việc có nhiều cái chuyện mà tốt đẹp, bên cạnh là cái sự chống phá của người ta, mình có cái ông triệt ông chán ở phía sau thì đằng trước cái sao quan đới này có bộ ba cái tốt đẹp của phúc tinh Thiên Việt Thanh Long với lại Thiên Phúc này, thì hy vọng rằng bộ ba này ngoài cái nhiệm vụ tốt đẹp về cái sự nâng đỡ đem đến may mắn cho mình, nó còn một chút và phần nào khống chế bớt cái sự tới phá, tức là tới phá tức là cái người bên ngoài, cái người đồng nghiệp, cái người mà từ xưa với mày hợp tác hoặc tự nhiên quay qua chống phá mình ha. Rồi cung xung chiếu á, thì không được tốt đẹp cho lắm với Thái Tuế án ở cung xung chiếu. Đây là một cái phá tinh, một cái phá bại tinh không có được tốt đẹp cho lắm. Người ta nói Thái Tuế nhập cung hạn không nạn thì cũng tai, gặp năm mình rơi vào cái hạn là toán tập trở ngại va vấp rồi là mình bị cái sao tùy diệu chiếu mạng, tức là có chuyện buồn phiền thì rất dễ bị nạn tai, cho nên là cẩn thận về mặt sức khỏe một tí xíu. Tuy nhiên nạn tai này không ảnh hưởng đến bổn mạng của các chị, lý do là năm nay dù sao đi nữa bổn mạng của các chị là thổ, cùng năm với thổ, cùng từ canh đấy thổ, cho nên là bổn mạng có thể không nguy nan nhưng mà cẩn thận nó vẫn hơn. Mình nói vậy ha. Rồi cung đó là cung xung chiếu, còn cung nhị hợp thì có các sao rất là tốt như là Long Đức nè, Mộc Dục Đà La nhưng mà bị triệt án ngữ. Mộc Dục Đà La bị triệt án ngữ, Mộc Dục, một trong những cái sao đây là một bộ sao không mấy gì tốt đẹp. Có thể nói là đi ra ngoài thì có cái người khác giới, cái mối quan hệ không chính đáng sẽ tạo cái sự buồn phiền ở trong cái chuyện tình cảm gia đình của mình. Cung nhị hợp thì thường nói nhiều đến chồng con, nói đến cái người mà gia đình của mình, tức là chồng con đem đến cho mình có nhiều buồn phiền. Coi chừng đây là năm ông xã hay là ở nhà thì dễ có cái tình cảm
ngoài luồng, nhớ cẩn thận. Cung tam hợp thì có các sao: Thiên Khôi, Thiên Trụ, Thiên Mã, Tăng Môn, Cô Thần, Phi Liêm, Bệnh, Phượng Cát, Giải Thần, Thai Phục Binh, Điếu Khách, Quả Tú. Đây là một loạt sao ở trong cung tam hợp, thì có quá nhiều sao và có nhiều quá nhiều cái phá và bại tinh, đó là Tăng Môn, Thiên Trụ, Phi Liêm, rồi Phục Binh, Điếu Khách. Đừng nên tin nếu có Phục Binh mà đi trước Điếu Khách như thế này thì đừng nên quá tin bạn bè ở trong công việc làm ăn, coi chừng nó gài mình. Nhất là một người Phục Binh, Điếu Khách mà đi trước Quả Tú là một người phụ nữ đang không còn chồng nữa, thì coi chừng người ta gài bẫy mình, người ta làm hại đến mình ha. Đặc biệt là địa võng đi cuối thì thật sự là phải lo lắng ở trong cái mối quan hệ của bạn bè. Đây là chủ một cái có thể nói là chủ về tình cảm, gia đạo cũng không được tốt. Chú ý có tang trong họ hàng là bạn bè. Cung tam hợp tức là không phải là những người quá thân với mình. Hay nhị hợp mới là chồng con, tam hợp là có thể là ông bà, có thể là bà con. Mà có cả tang môn đi trước cô thần thì nam nhiều hơn nữ. Rồi phi liên bệnh, gia đình người lớn có người bệnh nè, như là người đàn ông. Tuy nhiên đó là trong cái mớ hỗn độn của cái cung tam hợp có nhiều điều xấu, thì rất may có cả các phúc tinh, phượng cát và giải thần. Như đã giải thích ở nhiều cái video trước thì em đã nói là giải thần là một trong những cái phúc tinh rất là đặc biệt, chuyên đi khống chế những cái phá và bại tinh đại loại như là cô thần, điếu khách, quả tú hay là địa vọng. Ổng là chuyên gia, ổng đi ăn mấy cái sao đó, ổng đi ăn phá bại tinh đó. Hy vọng với phượng cát đi trước giải thần thì bên cạnh cái việc xảy ra việc xấu đó thì mình sẽ hóa giải nó để thành việc tốt. Cho nên là thì cái việc gì đi nữa thì mình cũng hóa giải được, cũng có điều tốt đẹp ở trong cái sự xấu. Nhưng mà điều quan trọng là mình hãy phòng bệnh hơn chữa bệnh. Dù gì đi nữa phòng bệnh nó vẫn thoải mái hơn chứ, đúng không? Đang không khỏe mạnh, bệnh quan trọng thì nó khác liền. Cho nên là nếu là các chị thì nãy giờ em đã lưu ý đó, thì là để cái người nào mà phụ nữ mà không có gia đình dễ gây cho mình thiệt hại, dễ gây cho mình những cái điều không tốt. Nói chung ở bộ sao các cái phúc tinh và tài tinh ở trong cái cung tam hợp thì đề phòng nhiều vẫn là cái phần tang môn của mình, có thể là dễ có tang của người thân hoặc là bạn bè, rồi là coi chừng mất tiền, bị một cái người phụ nữ chen ngang vào trong cuộc sống, tình cảm, gia đạo, thậm chí là kinh tế của mình. Đó là cung tam hợp của cái chị. Như vậy thì qua một cái tử vi năm canh tí với có thể nói là 50-50 những cái sao tốt và những cái bất tinh bại tinh, thì rõ ràng là đây năm canh tí tuy là năm tam hợp của các chị nhưng không phải là năm quá thành công về mọi thứ. Nó chỉ thành công về mặt tiền bạc, công việc thôi, chứ còn gia đạo và mất mát ở trong cái tình cảm thì không thể đoán trước được. Rõ ràng là có cái sự xấu rồi cũng có cái tốt. Tuy nhiên là tùy vào cái ngày sinh, sáng sinh của các chị. Ví dụ đây là cái tử vi, ví dụ như tử vi này em chấm điểm cho người tất cả những người tuổi Bính Thìn đi, thì ở trong cái năm này nó chỉ khoảng 4 điểm rưỡi tới 5 điểm thôi. Còn tùy vào ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày tháng năm sinh tốt, mọi người có 8 điểm ở cái nội tại cộng với cái điểm của cả năm này nó 4 điểm chia ra thì nó vẫn được 6 điểm trên trung bình.
À, còn những người mà rơi vô ngày tháng năm sinh xấu thì nó còn xấu hơn cái này nữa, đúng không? Rồi rồi, đó là cái tử vi của mọi người. Thì bây giờ mình sẽ coi xem cái vận hạn 6 tháng đầu năm nó có phải bấp bênh, nó cũng trồi sụp giống như là cái tử vi hay không. Thì thường thì tử vi của cả năm hoặc là vận hạn của cả năm, vận hạn trong năm thì nó cũng gần gần giống nhau thôi, chỉ chẳng qua là cái cách gọi thôi, chứ còn thực sự ra mà nói thì tử vi mà nói tốt thì vận hạn của năm nó sẽ tốt, nhưng mà tử vi xấu thì cái cách xét ở trong ấy nó cũng xấu thôi. Thì xem coi nó có trồi sụp như vậy không để mình kiểm tra ha. Thì tháng giêng của năm Canh Tý năm 2020 tức là tháng Mậu Dần. Tháng Mậu Dần thì chắc chắn là thổ rồi, như vậy mệnh là đồng hành tiếp tục ha. Tháng thổ, năm thổ, mình mệnh thổ cho nên bộ mạng sức khỏe không phải lo lắng. Rồi thiên can thì chữ Mậu và chữ Bính là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự dụ. Nạp âm của Mậu là thổ, nạp âm của Bính là hỏa, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành của thiên can là sinh xuất, không có gặp rắc rối quá nhiều ở trong cái công việc ở cái tháng này. Tuy nhiên tháng này là tháng ra tiền, nhưng mà ra không nhiều đâu, hoặc là ra trong cái sự coi như tính toán của mình. Các chị cũng đừng có quá lo lắng ha. Rồi đó là tháng gì, tháng giêng mới mới thấy tháng giêng và thấy có những cái chuyện chút chút ra tiền rồi. Địa chi Dần với Thìn thì tự chủ bình hòa, không hành hại cũng không có xung khắc nhau, cho nên tình cảm gia đạo không có vấn đề, tốt đẹp. Ok, đúng là tháng giêng là tháng sum họp gia đình, đi chơi đi bời mà chắc là vui vẻ, sẽ không đến nỗi nào buồn phiền. Tiếp đến là tháng 2. Tháng 2 âm lịch của năm Canh Tý là tháng Kỷ Mão, mà tháng Kỷ Mão chắc chắn là tháng Thổ. Tiếp tục giống như tháng Giêng với mệnh Thổ gặp tháng Thổ, năm Thổ tốt, bộ mạng sức khỏe không vấn đề. Khi bộ mạng sức khỏe không vấn đề thì phúc tinh tài tinh sẽ rất là tốt đẹp, đặc biệt là giải thần ở trong cái cung tam hợp sẽ phần nào phát huy hết tác dụng của mình để mà khống chế phá và bại tinh. Chắc là tháng giêng tháng hai không có tam môn hoành hành đâu, hoặc là không có bị gì tình cảm, hoặc là bị cái chuyện buồn phiền mà em nói ở trong cái game. Thiên can thì kỷ bính không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự dụ, thì cũng giống như là nạp âm ngũ hành của mậu kỷ thì là thổ, bính đinh thì hỏa, cho nên là cũng giống như tháng giêng bị sinh xuất về nạp âm ngũ hành của thiên can, tiếp tục là một tháng có hao tài, không có thu tiền vô nhưng mà không nhiều, hoặc là nằm trong cái sự tính toán đầu tư của các chị. Rồi địa chi Thìn Mão, đây là cặp địa chi người ta nói là địa chi nhị hại, là theo người miền Nam, còn người miền Bắc kêu là lục hại. Đây là địa chi không có tốt đẹp cho cái tình cảm gia đạo, phải cẩn thận một chút xíu, có chữ xào xáo gia đạo, đặc biệt là những người con trai nhỏ tuổi hơn 22 tuổi là những người sẽ đem đến buồn phiền cho cái người bính thìn, cho nên nhớ cẩn thận. Và đây là cái tháng mà có địa chi như thế này là gặp sao thủy diệu, rồi mình có tán môn trong cung tam hợp, thì tháng này rất là tháng rất dễ có những cái sự mất mát về người lớn, dễ có tan ở trong gia đạo. Rồi gia đạo không có nghĩa là chồng con mình đâu nha, gia đạo là có thể là anh em bạn bè, nhưng mà mình nói rồi, đây là người lớn chứ không phải người nhỏ. Rồi tiếp đến đó là tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tháng Canh Thìn. Hồi nãy mình có nói là cái sao thủy diệu nó sẽ không tốt đẹp lắm cho cái người bính thìn ở tháng 3 và tháng 9, thì đây là lý do tại sao nó này. Vì tháng Canh Thìn là tháng kim, như vậy xét về trụ mệnh là thổ sinh kim, bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng và sức khỏe bị suy yếu. Khi mà bổn mạng và sức khỏe bị suy yếu thì phúc tinh và tài tinh cũng yếu đi, giải thần cũng sẽ yếu, giải thần và phương khác yếu đi, thì tam môn điếu khách phục binh gì đó nó rất là dễ hoành hành. Thiên can thì chữ bính của bính thìn nó khắc chữ canh của canh thìn, chữ bính khắc năm canh, bây giờ khắc tiếp tháng, cho nên là
thiên can khắc tháng, công việc gặp nhiều chống phá, dễ gây hao tài mất của. Đó là cái điều mà mình nói ha, thấy nó cũng không có ngon lành rồi. Địa chi thìn, tháng thìn gặp tuổi thìn là năm sinh tháng tuổi, tình cảm gia đạo nhiều buồn phiền âu lo, coi chừng chuyển vào thị phi. À, rõ ràng là tháng 3 với cái sao thủy diệu nó xấu cho người bính thìn rồi, bây giờ rõ ràng là nó cũng vô trong cái tháng này là cũng sống nhiều điều luôn, tức là hồi nãy mình nói là xấu ở trên tử vi cả năm thì cũng vào trong cái phân khúc vận hạn từng tháng thì nó cũng vậy thôi, nó cũng phải có tác dụng chứ. Nếu ông này nói tốt, ông này nói tử vi cả năm nói xấu nhưng mà nó vô vận hạn nói tốt là coi như là sai rồi, coi chừng trước đá chừng sau rồi, đúng không? Rồi đó là tháng 3. Nếu là các chị thì em phải cực kỳ cẩn thận cái tháng 3 này về cả mặt tình cảm, gia đạo, công việc và cả bộ mạng của mình luôn. Như đã nói ha, có nói năm nay thì có tai nạn đi nữa thì cũng bị xây xát tay chân thôi chứ không đến nỗi nào mà quá xấu. Rồi tiếp đến là tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tháng Tân Tỵ, tiếp tục là một tháng kim, cho nên bổn mạng tiếp tục bị sinh xuất suy yếu, không tốt đẹp cho lắm. Thiên can thì tốt đẹp hơn rất nhiều so với tháng 3, vì chữ bính của bính thìn sẽ hợp với chữ tân. Đây là thiên can thuộc ngũ hợp, rất tốt cho công việc và tài lộc. Ok, con tháng 6 cái nhảy qua tháng tốt liền, đã ha, chứ không mẹ quốc 2 tháng 6 luôn là ăn mày. Rồi địa chi thì thìn tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau. Như vậy là tháng 2 tháng kim, nhưng mà tháng 4 rõ ràng tốt đẹp hơn rất nhiều so với tháng 3. Các chị phải đã nói nhắc đi nhắc lại ha, các chị phải chú ý cái tháng 3 một tí xíu. Tháng 4 thì ok, khỏe, chỉ là bổn mạng bị sinh xuất suy yếu một chút thôi, không có đến nỗi nào. Tiếp đến là tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ, mà tháng Nhâm Ngọ là một tháng mộc. Như vậy bản mệnh sẽ xấu hơn nữa, với mộc khắc thổ, tháng khắc bổn mạng, sức khỏe và bổn mạng xấu, cẩn thận tai nạn phạm thân. Mà khi bổn mạng tương khắc thì phúc tinh và tài tinh sẽ bị khống chế, yếu đi hết hẳn cái tác dụng của mình, đặc biệt phá và bại tinh sẽ hoành hành nhiều ha. Thiên can á thì chữ nhâm của Nhâm Ngọ khắc chữ bính. Tháng khắc thiên can, công việc gặp nhiều rối rắm, dễ lâm vào bế tắc, cẩn thận đạo tụng đình. Rõ ràng là cũng giống như là cái vận hạn của năm hồi nãy mình phân tích ha. Năm trồi, tháng trồi, tháng sụp. Tháng này thấy là ông em rồi đó. Địa chi thì đỡ hơn, với thìn ngọ tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không xung khắc nhau, tình cảm gia đạo không có vấn đề gì. Như vậy thì tháng năm cũng là một tháng phải cẩn thận vì bổn mạng tương khắc, và thiên can thì cũng tương bị tháng tương khắc luôn. Thậm chí thiên can của tháng 5 này còn xấu hơn là của tháng 3 nữa. Cho nên là các chị em cực kỳ cẩn thận thêm tháng 5 nữa ha. Đó. Rồi, tiếp đến đó là tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch của năm Canh Tý, tức là tháng Quý Mùi. Tháng Quý Mùi chắc chắn là một tháng mộc. Như vậy bổn mạng của tháng cũng sẽ khắc, vì thổ khắc mộc khắc thổ, các bộ mạng của không tốt về mặt sức khỏe, bộ mạng cẩn thận tai nạn phạm thân. Cũng giống như cái kia thì khi mà bộ mạng bị tháng tương khắc thì phúc tinh và tài tinh coi như là rất yếu, phá vào hải tinh của hoàn thành có chừng nặng nề. Rồi thiên can thì chữ quý bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc coi như tháng này đỡ đần hơn tháng năm, không có sự chống phá, không có xui xẻo, tuy nhiên cũng không có quá mong tốt đẹp giống như là cái tháng tư với bính thập tân, là nó hợp, nó dễ sinh đại lộc. Địa chi thìn mùi nằm trong cái tứ hành xung thìn tức sửu mùi, tuy nhiên thìn với mùi thì nó xa nhau, cho nên là cái sự xung khắc nó không quá lớn. Gia đạo tình cảm mà nếu mà có xung khắc này nữa thì nó cũng không có quá nặng nề đâu, nhẹ nhàng mà vượt qua. Như vậy thì mình đã tổng hợp thêm xong cái vận hạn 6 tháng
đầu năm của năm Canh Tý 2020. Bên cạnh những điều không tốt đẹp ở tháng 3, tháng 5 thì tháng 4 là một tháng có nhiều cái điều tốt đẹp. Hy vọng rằng là những cái thông tin về tử vi cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm vừa rồi mình tổng hợp sẽ là một cái hành trang nhỏ cho các chị Bính Thìn biết mà đề phòng những cái bất trắc, những cái khó khăn mà cái năm Canh Tý năm 2020 đem lại cho mình. Một năm có thể nói chỉ là ở mức trung bình, không quá xấu mà cũng không quá tốt. Chỉ hơn năm Kỷ Hợi một chút là được cái tam hợp của năm. Thì hy vọng với tam hợp của năm sẽ đem đến nhiều cái quế nhân, nhiều cái tình cảm, nhiều cái về mặt tình cảm, về mặt quế nhân hoặc là bạn bè giúp đỡ mình để mà mình có cái đà mình tiếp đón những cái năm sau tốt đẹp hơn mà vượt lên. Mọi người xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tụi Bính Thìn biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở bên dưới, hoặc là kênh Tử Vi và Cuộc Sống thì bấm đăng ký ha. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.